Nhằm mục đích cung cấp thiết bị và hỗ trợ các trẻ em thiệt thòi có cơ hội theo đuổi niềm đam mê bóng đá, huấn luyện viên Park Hang-seo đã giao lưu với hơn 1.000 học sinh thành phố Việt Trì vào chiều ngày 9 tháng 5. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động phi lợi nhuận mang tên Gieo mơ ước, Give a Dream. Tại chương trình, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các nhà tài trợ đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ, tặng vật dụng và trang thiết bị bóng đá cho tỉnh Phú Thọ. Ban tổ chức dành nhiều thời gian chương trình để các em nhỏ được huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam trực tiếp hướng dẫn các kỹ thuật bóng đá. Sau đó, các em học sinh và huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia làm nhiều đội và tham gia thi đấu giao hữu bóng đá. Chương trình giao lưu trên do chính huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-seo phát động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.